Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý hội đồng mục vụ, anh chị em và cộng đoàn đang cử hành phụng vụ. Như lúc đầu lễ, cha Vinh Sơn cũng như là cha Du Xe Hoàn thay mặt cho lớp để nói lên tâm tình của những người anh em đã từng chung sống với nhau tại mái nhà Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội 7 năm trời, từ năm 2000 cho tới 2007. Rồi từ đó, anh em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và vẫn ấp ủ những công việc và ấp ủ một cái tương lai tươi sáng, là thường xuyên được gặp gỡ nhau, chia sẻ cho nhau những thành công hay thất bại, những ưu tư trong cuộc đời linh mục. Ấy vậy mà hôm nay chúng con về đây trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Nhà thơ Thâm Tâm trong bài Tống Biệt Hành có nói như sau: đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Có lẽ anh em chúng con linh mục hôm nay về đây khó mà cười được như mọi khi, nhưng nhìn vào ánh mắt của nhau, ánh mắt của mọi người đều thấy hoàng hôn trong mắt trong. Những giọt lệ ẩn chứa trong khóe mắt muốn kìm chế lại nhưng vẫn tuôn trào ra, bởi vì chính người anh em của chúng con đã hứa năm tới họp lớp tại địa phận Hà Nội sẽ đi sớm, bởi vì năm tới chúng con anh em Hà Nội sẽ tổ chức mừng lễ quan thầy. Và đối với bản thân con đang mục vụ tại xứ Nam Định thì có lỗi với cha Doan Kim rất nhiều, vì từ khi cha về xứ Mộc Đức, cha đã mời con tới 3 lần xuống ăn cơm, nhưng con chưa xuống với ngài được một lần nào. Hôm nay ngài không mời, nhưng chúng con phải tới trong một cái niềm đau thương của giáo hội, của gia đình và cộng đoàn. Chủ nhật vừa qua, giáo xứ Nam Định chúng con trầu mình Thánh Chúa, ngài đã nhậm lời lên để chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Nhưng 9 giờ sáng thì ngài nhắn tin: mới đi Sài Gòn về, mệt, không lên được, cha xứ thông cảm nhé. Đây là tin nhắn cuối cùng của cha đối với con. Và có lẽ hôm nay cuộc hội ngộ này mang nhiều cái chiều kích khác nhau, chiều kích của những anh em đồng môn, chiều kích của những linh mục và chiều kích của những con người đang ra miệt mài rao giảng chân lý của sự phục sinh. Tuy nhiên, không thể giấu được cái nỗi buồn và tâm tình, con xin mượn mấy câu thơ sau đây đại diện cho anh em trong lớp để nói với người anh em của chúng con. Tôi nhớ lại những buổi chiều đầy nắng, nhịp bước chân ai vội vã đi về, cánh bèo nhỏ chập chờn theo sóng nước, ngày thở dài bằng một bóng hoàng hôn. Sao không ở trong lòng nhau chiều ấy, để bây giờ cỏ mọc dấu chân xưa, nước xuôi dòng cánh bèo xa tít tắp, để lòng ai không một chỗ đi về. Sự trống rỗng và nỗi buồn của những người bạn hôm nay mà chúng con đến sẽ được bù đắp lại bằng cử hành phụng vụ, bằng lời Chúa, bằng thánh thể Chúa và bằng chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Cho nên kính thưa anh chị em, chúng con dù có rất buồn, mang trong mình những bóng hoàng hôn của chiều tàn, của buổi chia ly đầy nước mắt, nhưng chính Đức Kitô đã hiện diện giữa chúng ta và ngài sẽ dùng lời của ngài để an ủi chúng ta.
Vì vậy giờ đây con xin được bắt đầu đi vào chính phụng vụ của lời Chúa, để chúng ta cùng nhau suy ngẫm ơn gọi của linh mục, đặc biệt của cha Gioan Kim và của mỗi chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài tin mừng của Thánh Gioan được trích trong chương 17 từ câu 14 cho đến câu 20. Đây là những lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, trước khi Ngài hoàn tất mầu nhiệm vượt qua để trở về với Chúa Cha. Lạy Cha, xin hãy thánh hiến họ như Cha đã thánh hiến con. Kính thưa cộng đoàn, trong bài giảng lễ truyền dầu ngày 9 tháng 4 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức đã quảng diễn ý nghĩa của lời cầu nguyện Chúa Giêsu và để áp dụng vào đời sống của các linh mục như sau. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của từ thánh hiến, consacratio, và từ thánh hóa, sanctificatio. Thánh hiến là được đưa ra khỏi thế gian và dâng cho Thiên Chúa.